Thế vào ngoài nè. Mở cửa ra cho sáng bắt đầu. Lấy cắt đi. Thì ai tìm mua thấy. Yeah.
con nhìn à. Đây là hoa. Hoa con. Hoa đẹp đẹp đây. Để mình thôi. Chưa la. Phải chứ. Sao làm cái gì đấy? Đấy đó, ra đây, ra đây. Bẩn á, không nhỉ? Bẩn đâu ra, phải ôm à. Đấy này lắm. Có gì cái đấy đó à? Sao lại cái gùi lên à? Con đi. Ra đi ạ.
Đi đâu ta? Làm một ít tiếp để sẵn qua người mới ăn lẩu. Yeah.
muốn ý. Bye. Cho đây.
lên xe đi. Đây này anh ngồi đây. Này anh ngồi đây. Em ơi. Để anh tí. Ngồi xe này. Để ba rồi. Ba con ơi để ba với. Ba với. Để ba với. Cái lấy về làm gì nhá? Em. Cái lấy làm gì? Nó cứ vào đi. Cứ ba vào đi. Cứ ba vào nhá. Cứ vào nhá. Này là sữa đấy. Đâu? Tiền á? Nó để ba bắt cho. Đây đây. Đây nhá. Đây 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 nhá. Một xìa hát. Ai muốn tỏ cho cái bóng đấy? Cho con chạy bóng. Dép hỏng hết rồi. Hôm nay là mới con cái mới nhá. Hỏng hết rồi. Mai ba là mua cho. Con đi đâu với? Con đi chợ về á? Ba sửa cho. Hỏng rồi, đây rồi. Ô, đây đây ra rồi. Sửa. Nó hỏng á. Anh nghĩ hỏng đấy. Được rồi. Nhanh. Mày sao mà sắc được? Mày càng mà càng cùn chứ. Điên này.
Đi đâu ấy? Đi làm gì ấy? Đi đâu? Để giao cho anh phát đường nào. Có đường nở ra lên. Đi ra ngoài đi thử. Đánh ra chứ. Đánh ra chứ. Đấy dài không? Con xương gà à? Nó ra củi quá. Nhiều quá. Cắn nhé, mùi cắn xoài. Còn mùi cắn. Trong cái gì đấy? Rất hiểu không? Có vác được không? Không để thì anh vác cho. Cụt đầu nhá. Không. Có 10 cái này mình xem được. Mình xem là còn có 10 cái 6.
em lên đây ở lâu chưa? Duyên ơi, em lên ở lâu chưa? Cái này anh dưới này chắc lâu rồi nhỉ, nên nó rách chứ. Mai em có nuôi thỏ không? Đi. Mai anh mua thỏ lên cho nhá. Gà lại ít thế. Mai mua thêm một đàn gà con nữa cho ở đây. Không có tiền cho nó đi học đâu, ở nhà với em không được rồi. Cho nó mà anh trả cho nó đi học rồi có bạn có bề. Ở đây nó sống một mình trong này, vì trong này nó có chơi với ai đâu, có ai chơi với đâu. Là em cũng ở đây một mình, cũng con gái nữa ở đây, sợ mai chuyển xuống dưới ở với anh. Thì dưới với anh ở dưới đấy nó điều kiện là tốt hơn, nó có đường xá, có đường nhà trường nữa, xong là có xe ở đây chứ em ở đây đường xa nhá. Em ở đâu quen rồi, ở đây đi. Đi xuống đấy ở. Em đi chơi với anh á. Mai cả con đi chơi với anh một hôm. Không có thời gian đi chơi đâu. Một hôm đi chơi với anh rồi mà. Ngày nghỉ một hôm anh dẫn đi ăn, đi ăn một hôm đấy. Nguyên này. Không đi đâu. Mai em có làm cái kia không? Có làm bếp không? Cắt để làm gì đấy? Hả? Em cắt để làm gì? Đỡ bướm. Cái gì mà cái nắng có ra đây đâu. Mày khó á? Mày khó hả? Mày xa một tí nhá. Mày xa xa một tí nhá. Mày không đi dép mà. Mày cho nào. Ba làm gì? Rồi ba làm á? À? Ừ. Ừ, làm thế này, làm thế này. Ừ. Ôi ôi, này. Đi về nhà đi. Trời nắng quá, đi về nhà đi. Cái kia. Đi về nhà mát đấy, lỡ ô tô cho ba đi. Về nhà đi ạ. Đi về nhà đi. Về nhà đi, ở nhà hả?
Sao đấy? Có mấy con gà con đấy. Nghe thấy có con gà mẹ, có một con gà con thôi à? Hả? Làm mẹ mày thêm gà đấy. Mày thêm gì đấy? Mày thêm gì đấy? Mua một con vịt con cho nhé. Con nước đâu? Ao. Em vẫn còn dối anh à? Đấy, không nói chuyện với anh nhé. Im lặng đấy. Em vẫn dối anh, không nói chuyện với anh thế. Cứ để anh nói chuyện một mình. Đấy giờ. Cái căn nhà này một mình em tự làm hết à? Là gỗ. Gỗ em tự làm thì ai làm? Gỗ to thì em mới làm được á. Em mua cái lưới là bao nhiêu tiền á? Không bảo đi nhà đi. Đi lấy cho. Em cứ bạn gì à? Được rồi, được rồi. Cô thật cái đất đây. Kéo sẵn đấy. Kéo ngực ở như thế này nó mới chặt được. Cao con này gà xong là bay lên điện. Một đoạn ở dưới để cho mặt. Ơi. Ôi vừa đủ luôn. Hấp được rồi. Nhé. Thế vào chuồng gà mới rồi. Cho chuồng gà mới rồi. Cắt cho nhà. Đi đổ hết. Nó thịt rồi đấy. Thôi. Cái gì nữa? Nhất là gì? Ủa? Có cầm ghế về à? Đây.
chân nhất cho đây là. Đây. Đi đây đâu, đây quả mát đâu. Con ơi. Đây đây. Đây quả mát nào. Nóng quá. Ở đây quả mát nào. Nóng. Giờ anh đi đây. Mày con đem nấu cơm ăn đi nhé. Bye bye bà đi. Bye bye. Bye bye nhá. Nấu cơm ăn đi nhá. Bye bye nhá. Trời ơi. Bye bye. Bye bye. Bye bye đi. Xin mẹ ạ. Đây là, có xin không? Xin, đây này. Xin cơ. Xin mẹ. Không lấy được. Cao.